Xin chào anh em, mình là Hợp và mình hôm nay có về thêm được một mẫu Hamilton khá là đẹp. Mẫu này là một chiếc thuộc dòng Hamilton Khaki Diver và mình sẽ mở ra để cho anh em cùng chiêm ngưỡng em nó. Đây chính là chiếc đồng hồ mà mình muốn giới thiệu đến anh em. Chắc là các bạn cũng thấy quen thuộc khi hôm trước mình đã giới thiệu chiếc này nhưng mà nó có mặt dial màu đen. Còn hôm nay mình sẽ có một cái cách phối chiếc đồng hồ này với một cách phối màu rất là đẹp của Hamilton, đó là màu đen và màu cam phối hợp với nhau. Và như các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta có một chiếc đồng hồ với mặt dial cực kỳ thu hút với màu đen và màu cam. Chúng ta sẽ có mẫu này là H8230-5131 và với cái màu như vậy thì mình phải nói là nó rất là trẻ trung và lịch lãm. Với cái màu một chút màu cam ở cái niềng dial niềng bezel của chúng ta thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có đặc trưng của những cái dòng mà đồng hồ lặn. Và với cái niềng bezel của chúng ta màu cam như vậy thì các bạn sẽ dễ dàng xác định cái khu vực 15 phút, mà 15 phút này là khu vực đặc trưng của những cái dòng mà dial của chúng ta, dòng diver của chúng ta. Vẫn là một chiếc Hamilton Khaki Diver và các bạn sẽ thấy là nó vẫn có sự bố trí như hôm trước mình đã nói với niềng bezel ở phía ngoài, và chiếc này đặc biệt là có hai màu. Ở phía trong các bạn có một cái niềng tính phút, và với cái niềng tính phút này của chúng ta ở phiên bản này chúng ta sẽ là sự kết hợp giữa màu trắng và màu cam. Còn chúng ta có 12 cọc số được là màu trắng, đó là màu của lum. Ở phía trong thì các bạn có cái kim dây màu cam rất là đẹp, và đây là phải nói là cái sự phối màu này mình thấy rất là trẻ trung. Đó, chúng ta có hai cái kim của chúng ta là lưỡi kiếm cụt, và lịch ngày của chúng ta thì được làm ở giữa góc 4 giờ và 5 giờ. Giúp cho cái số 3 của chúng ta cân đối hơn và lịch ngày của chúng ta cũng nhìn sẽ dễ dàng hơn. Đó. Với một mẫu như vậy mà cái mức giá sale khá là tốt, mẫu diver tuyệt vời với cái dây và chất thép phải nói là không chê được. Với cái mức giá mà chưa tới 15 triệu thì mình nghĩ là đây là một trong những cái mẫu đẹp nhất và trong cái tầm đó, và Hamilton đã làm rất tốt cái phần finish của chiếc này. Như mình đã nói ở chiếc trước thì các bạn sẽ thấy ngay phần dây của chúng ta được làm rất là đẹp. Phần dây của nó thì mình phải nói là tuyệt vời, và mình thấy là trong cái tầm 15 triệu thì dây của chiếc này nó không có đối thủ, và sờ nó có cảm giác rất là mướt. Đó, sờ cảm giác cực kỳ mướt các bạn nhé. Đó. Và ở phía sau thì dĩ nhiên là chúng ta vẫn có một cái đáy kín vì chiếc này là nó giống dòng diver. Tuy nhiên chiếc này nó có độ chống nước là 100m đủ để các bạn bơi. Tuy nhiên là lặn sâu thì chúng ta không nên. Chúng ta bơi nhẹ với chiếc này rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có những thông tin khác ở đằng sau như là kính Swift Mate này, Water Resistant 13 này, serial number cùng lấy mã dòng của sản phẩm của chúng ta. Chiếc Hamilton này thì là một trong những cái model mới cho nên nó không được sale nhiều. Giá hãng của chúng ta cũng khá là vừa vặn với $750. Thì với cái giá hãng như vậy thì các bạn sẽ phải bỏ ra khoảng độ tầm 22 triệu để mua chiếc này. Còn với chiếc này thì của ICS bán chưa tới 15 triệu, nó chỉ khoảng hơn 14 triệu một chút thôi. Thì với một cái mức giá như vậy thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đó, chúng ta sẽ có ở đây, đó là cái núm của chúng ta là núm screw down và nó đang khá là chặt một chút cho nên là mình sẽ phải dùng cái này để có ma sát đỡ đau tay một chút. Các bạn thấy là về núm screw down thì chúng ta sẽ phải vặn ngược ra đó, và sau đó chúng ta mới chỉnh giờ được. Đó, rất là dễ dàng thôi. Với những dòng diver thì đa phần nó là như vậy và chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Mẫu máy này thì sử dụng máy Swift Mate và chúng ta sẽ có khoảng 25 chân kính, và chúng ta có với mẫu máy này thì nó là sử dụng máy mới, máy H10, thì chúng ta sẽ có khoảng 70 giờ tích cót, và các bạn sẽ có ở đây là chúng ta sẽ có 23 chân kính và 21.600 tần số dao động. Và với một dòng sản phẩm như là chiếc diver này thì thực sự là những thông số đấy mình nghĩ là nó rất là ok rồi. Chúng ta sẽ có một cái khóa khá là tuyệt vời. Khóa này của chúng ta thì cũng được làm đẹp và phải nói là chất thép của Hamilton mình thấy rất là ưng. Chỉ với 14 triệu hơn một chút, 14 triệu rưỡi mà các bạn đã có chất thép như vậy thì thực sự là nó rất là tuyệt. Nó có thể so sánh, nó kém chất thép của dòng tắc hơn một chút. Tuy nhiên với mức giá như vậy thì mình nghĩ là các bạn không nên đòi hỏi thêm gì cả, vì cái chất thép của nó phải nói là tuyệt vời, sờ cảm giác rất là mềm. Đó. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này cứ qua bên mình thử lên tay. Và nhắc cho anh em nữa là chiếc này có size là 40mm cho nên là anh em đeo sẽ rất là dễ dàng, không có vấn đề gì cả. Tay anh em cũng nên dày một chút, bởi vì chiếc đồng hồ lặn thì thường nó dày, nó không có mỏng, cho nên là anh em có thể thấy là với cái mức độ dày như vậy vào khoảng tầm 13mm thì tay của chúng ta cũng nên tròn một chút. Rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của bên mình. Xin chào các bạn.